Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì Moon sẽ hướng dẫn mọi người học tiếng Anh qua một cái chủ đề rất là thú vị mà nhiều người quan tâm, đó là làm thế nào để giảm bớt sự căng thẳng trong cuộc sống. How to relieve stress. Relieve là động từ làm dịu, làm nhẹ, và stress là sự căng thẳng. Chúng ta học được cả cụm từ là relieve stress, làm giảm nhẹ sự căng thẳng nhé. Cách đầu tiên đó là gì? If you're feeling overwhelmed by a stressful situation, try taking a break and listening to relaxing music. Có nghĩa là khi mà bạn cảm thấy quá tải trong một cái tình huống căng thẳng thì hãy thử nghỉ ngơi và nghe những cái nhạc thư giãn. Chúng ta học được cái cụm từ mà mình để vàng ở đây, feel cộng với cả tính từ overwhelmed có nghĩa là cảm thấy quá tải. Take a break có nghĩa là nghỉ, đúng không nhỉ? Mình đang làm cái gì đó, mình take a break là mình nghỉ. Try taking a break có nghĩa là hãy thử làm gì đó, try doing something. Cách tiếp theo nữa, chúng ta có cách này rất là hay này. The advice take a deep breath may seem like a cliche, but it holds true when it comes to stress. Có nghĩa là cái lời khuyên hãy thở, hít thở sâu ấy, có vẻ như là nghe rất là sáo rỗng, nhưng mà nó đúng khi mà chúng ta nói về stress. Thì ở đây chúng mình học một cái từ, đó là từ cliché. Cliché là một danh từ chỉ những cái điều nó người ta nói nhiều quá, nó thành mòn rồi, những cái điều sáo rỗng. Holds true, cái gì đó mà nó hold true có nghĩa là nó đúng. A short walk around the office or simply standing up to stretch during a break at work can offer immediate relief in a stressful situation. Có nghĩa là gì nhỉ? Mình đi bộ ngắn này ở quanh cái văn phòng của mình, hoặc là chỉ đơn giản là đứng dậy để mà giãn cơ trong một cái thời gian mình nghỉ ở tại công sở cũng đã tạo ra một cái sự làm nhẹ ngay lập tức, đúng không? Làm giảm căng thẳng ngay lập tức trong cái tình huống nó bị căng thẳng. Đó. Thì đây chúng ta học được cái từ là the stretch, là động từ, là có nghĩa là mình giãn cái cơ của mình ra. Rồi cụm từ offer immediate relief. Offer là mang lại cho ai, đề nghị ai cái gì, đúng không? Có nghĩa là, trong trường hợp này mình hiểu là mang lại một cái sự relief, có nghĩa là gì nhỉ? Là danh từ của cái động từ mình giới thiệu ngay ở đầu là từ relieve, có nghĩa là giảm nhẹ, tức là nó đem lại cái sự giảm nhẹ, giảm căng thẳng ngay lập tức. Nó đem lại cái sự giảm căng thẳng ngay lập tức. Và a stressful situation, mình học luôn cả một cái cụm từ này, là một cái tình huống căng thẳng, được chưa? Mình đi tiếp nha. Và cuối cùng là tell yourself why you're stressed out, what you have to do to complete the task at hand, and most importantly that everything will be okay. Hãy nói với bản thân tại sao bạn lại bị căng thẳng như thế. Bạn có thể phải làm gì để có thể hoàn thành được cái công việc hiện tại. Và quan trọng nhất là hãy nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Thì các bạn học được cái cụm từ ở đây, đó là to be cộng với cả stressed out, có nghĩa là rất căng thẳng, cảm thấy rất là căng thẳng. The task at hand, thì at hand có nghĩa là nearby, có nghĩa là cái nhiệm vụ mà mình đang phải làm ở cái thời điểm hiện tại, ngay tại đây. Moon hy vọng là mọi người sẽ học được cả từ vựng cũng như là học được cái kiến thức về trong cách chúng ta làm giảm căng thẳng trong cuộc sống. Chúc mọi người thành công và đừng quên subscribe kênh YouTube của Moon ESL nhé.